Nhằm đáp ứng nhu cầu sống sạch, sống khỏe, giảm thiểu tối đa dầu mỡ, thì chiếc nồi chiên không dầu đã chính thức được ra đời, giúp gia đình của bạn giảm thiểu tối đa lượng dầu mỡ sử dụng mỗi khi chế biến thức ăn. Tuy nhiên, không phải ai cũng am hiểu về chiếc nồi chiên không dầu và nằm lòng những điều nên và không nên làm khi sử dụng thiết bị thông minh này. Vậy thì trong video này, thì blog ẩm thực sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích về chiếc nồi chiên đang thịnh hành này nhé. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu thôi nào! Một, những điều nên làm khi sử dụng nồi chiên không dầu. Nên làm nóng nồi chiên không dầu trước khi sử dụng. Giống như các loại nồi khác, nhà sản xuất luôn khuyến cáo người tiêu dùng là cần làm nóng nồi chiên không dầu trong thời gian tối thiểu là 3 phút trước khi sử dụng nồi chiên không dầu và điều chỉnh đến nhiệt độ mong muốn. Việc làm nóng nồi chiên không dầu trước khi đưa thức ăn vào chế biến sẽ giúp cho nhiệt độ chế biến chuẩn hơn và thức ăn sẽ ngon hơn rất nhiều đấy nhá. Nên tận dụng dầu có sẵn ở trên thực phẩm. Đối với các loại thực phẩm như là thịt lợn, thịt gà, thịt bò mà đã có chứa sẵn một lượng dầu ngay ở trong thịt, bạn nên tận dụng lượng dầu có sẵn này. Khi chế biến các loại thực phẩm này với nồi chiên không dầu thì các bạn có thể tận dụng hàm lượng dầu có sẵn ở trong chúng mà không cần tẩm ướp thêm nhé. Nên bôi mỡ hoặc là dầu vào nồi chiên không dầu để chống dính. Nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ khi phải rửa những chiếc nồi chiên không dầu thì sau khi chiên rán, các loại thực phẩm có độ dính cao sẽ biến mất nếu như các bạn biết cách khắc phục bằng phương pháp bôi mỡ hoặc là dầu ăn lên bề mặt của các tấm lưới ở bên dưới nồi chiên không dầu. Các bạn có thể thực hiện bằng cách đó là quét hoặc là phun dầu để món ăn được hoàn hảo hơn nhé. Điều này sẽ đảm bảo rằng thức ăn của bạn sẽ không bị dính và đẹp mắt hơn. Nên xịt dầu vào thực phẩm trong quá trình chế biến. Một trong những sai lầm lớn nhất mà chị em thường nghĩ đến khi sử dụng nồi chiên không dầu là không cần phải sử dụng dầu ăn khi chiên nữa nhé. Việc xịt dầu vào thức ăn ở trong quá trình chế biến sẽ tạo độ giòn tốt nhất ở trên hầu hết các loại thực phẩm. Nên đổ nước vào nồi khi thấy xuất hiện khói trắng. Một lưu ý tưởng chừng nhỏ tuy nhiên lại rất là quan trọng khi sử dụng nồi chiên không dầu. Nếu bạn đang nấu thức ăn nhiều dầu mỡ ở trong nồi, đừng ngạc nhiên nếu như bạn thấy một làn khói trắng thoát ra từ nồi. Hãy sử dụng một chút nước, khoảng từ 2 cho đến 3 muỗng canh vào đáy giỏ. Việc đổ nước sẽ giúp làn khói trắng tan ra và dần biến mất. Hay là một cách khác nữa, đó là đặt một lát bánh mì dưới đáy nồi để thấm bất cứ một loại dầu mỡ nào trong quá trình chế biến thực phẩm. Một số loại thực phẩm có khả năng chứa nhiều dầu mỡ và gây ra hiện tượng xuất hiện khói trắng như là thịt hun khói, gà quay, vân vân. Nên sắp xếp thực phẩm một cách hợp lý. Trước khi tiến hành ấn chọn thời gian và nhiệt độ chiên nướng, các bạn cần đảm bảo là thức ăn mà bạn cho vào khay chiên đã được sắp xếp hợp lý hay chưa. Một số nguyên nhân khiến món ăn không chín đều, cháy khét và mất đi hương vị chính là cách sắp xếp thực phẩm khi cho vào khay chiên là sai cách. Vì vậy, bạn cần sắp xếp thực phẩm một cách hợp lý khi sử dụng nồi chiên không dầu, phù hợp với nhiệt độ chín của từng loại thức ăn. Nên vệ sinh và làm sạch nồi thường xuyên. Một lưu ý vô cùng quan trọng cho các bà nội trợ trong khâu vệ sinh nồi sau khi đã sử dụng. Ngoài rửa tất cả các bộ phận có thể tháo rời, thì đôi khi bạn cũng nên làm sạch ở thân nồi để loại bỏ phần dầu mỡ và các mảnh vụn thức ăn. Những thứ này thì có thể tạo ra khói khi máy hoạt động. Thứ hai, những điều không nên làm khi sử dụng nồi chiên không dầu. Không nên để quá nhiều thức ăn vào trong nồi. Nồi chiên không dầu thì vận hành bởi các luồng khí nóng lưu chuyển ở trong lòng nồi sẽ làm chín thức ăn. Khi bạn cho quá nhiều đồ ăn vào cùng một lúc thì không chỉ khiến thức ăn của bạn không chín đều mà còn khiến bạn mất nhiều thời gian để chiên nhiều hơn. Vì vậy, để đảm bảo những sai sót ở trên không xảy ra thì bạn hãy chia thức ăn chế biến theo từng mẻ nhỏ hoặc là bạn có thể đầu tư cho không gian bếp nhà mình một chiếc nồi chiên không dầu với kích cỡ lớn hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình của mình. Không nên chọn sai kích cỡ khi mua nồi. Hiện nay thì trên thị trường xuất hiện rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng, kích cỡ của nồi chiên không dầu, rất là đa dạng. Đây vừa là cơ hội để người tiêu dùng lựa chọn, vừa là thách thức khó khăn khi không biết nên lựa chọn mua loại nồi chiên không dầu nào. Và chính vì vậy, việc lựa chọn kích cỡ của nồi chiên không dầu khá là quan trọng. Nếu gia đình của bạn có ít hơn 3 thành viên thì lựa chọn nồi từ 3,5 lít trở xuống là được rồi. Còn nhà đông người hơn thì bạn nên mua nồi từ 4 cho đến 5 lít.
không nên sử dụng nồi chiên không dầu với thực phẩm không phù hợp. Không phải bất cứ thực phẩm nào cũng cho vào nồi chiên không dầu để chiên được, đặc biệt là các loại thực phẩm được bao ngoài bởi một lớp hỗn hợp bột ướt. Việc cho những loại thực phẩm này vào trong nồi sẽ khiến lớp bột ướt không giòn rụm như là chiên ngập dầu như bình thường, mà còn khiến lớp bột bao ở bên ngoài bị nhão và chảy. Trên đây là những lưu ý khi sử dụng nồi chiên không dầu. Hy vọng đó sẽ là những thông tin hữu ích đến quý bạn đọc. Hãy cùng lưu lại để giúp cho mỗi bữa ăn từ chiếc nồi chiên không dầu ở trong căn bếp của mình trở nên hấp dẫn và an toàn hơn nhé. Đến đây, video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.